Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho năm 2020 là một năm nhiều ngành sản xuất gặp khó khăn, trong đó có ngành dệt may. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn, nên công ty cổ phần Tiên Hưng trên địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đã nỗ lực vượt qua khó khăn và khẳng định thương hiệu là doanh nghiệp dệt may tầm cỡ quốc gia. Tháng 3 năm 2020, khi thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, đơn hàng giảm, việc nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm gặp khó khăn, lại là thời điểm công ty cổ phần Tiên Hưng đưa khu nhà xưởng mới vào sản xuất. Năng suất gia công tăng, cộng áp lực phải tuyển thêm từ 400 đến 500 công nhân. Đây thực sự là một thử thách với công ty cổ phần Tiên Hưng vào thời điểm đó. Chúng tôi chuyển sang may khẩu trang và là xuất khẩu để đảm bảo công ăn việc làm cho toàn công ty. Trong năm 2020, chúng tôi chưa có một ngày nào người lao động phải nghỉ. Và cái môi trường làm việc cho người lao động thì chúng tôi cũng đã được gọi là nâng lên. Chúng tôi cũng đã làm nhà sản xuất 3 tầng, 24.000m2. Toàn bộ chúng tôi đã lắp điều hòa. Tạo việc làm và thu nhập ổn định với mức lương bình quân 9,5 triệu đồng một người trên tháng cho 2.700 cán bộ công nhân trong năm 2020, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo công ty cổ phần Tiên Hưng. Bên cạnh đó, công ty còn liên tục cải thiện môi trường làm việc, giảm áp lực về thời gian cho người lao động bằng cách đầu tư thiết bị làm mát trong xưởng sản xuất, các máy gia công đời mới để tăng năng suất, qua đó giảm giờ làm của người lao động xuống dưới 10 giờ một ngày. Nhờ vậy mà có những công nhân đi làm cách nhà từ 15 đến 16 km ở tỉnh khác, huyện khác vẫn tham gia làm việc tại công ty. Em thấy môi trường làm việc ở đây thì rất là tốt. Mà chế độ thì cũng ưu đãi, mà lương thì thu nhập ổn định. Em làm được 9 tháng thì thưởng Tết của em được gần 15 triệu. Đi làm thì có xe đưa đón, rất là an toàn. Mùa hè thì điều hòa rất là mát. Tiền Tết của em năm nay được hơn 20 triệu. Chúng em là công nhân rất phấn khởi, công ty phát tiền Tết chúng em này là cũng đảm bảo về để chi tiêu. Với mức thưởng Tết Tân Sửu này, bình quân hơn 18 triệu đồng một người, công ty cổ phần Tiên Hưng là một trong những doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao trên địa bàn tỉnh và nằm trong top 10 doanh nghiệp may của toàn quốc có mức thưởng cao nhất. Thưởng Tết cao, các chế độ cho người lao động được bảo đảm, môi trường làm việc trong lành cùng không khí lao động tươi vui phấn khởi cũng chính là yếu tố để giúp cho người lao động thêm gắn bó với doanh nghiệp. Và điều này thì từ lâu công ty cổ phần Tiên Hưng đóng trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã thực hiện rất tốt. Bên cạnh các chế độ ổn định cho người lao động mỗi năm, công ty cổ phần Tiên Hưng luôn dành từ 600 đến 700 triệu đồng để phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thường xuyên thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, tham gia vào các quỹ từ thiện nhân đạo của huyện Tiên Lữ và tỉnh Hưng Yên.